Cuộc sống dư dả của tôi ngày qua ngày nó gót nhau một cách vô vị và lặng lẽ. Nhưng đâu đó, bên ngoài cuộc sống ấy, vẫn có những người không từng giây phút nào ngừng đấu tranh chỉ vì miếng cơm qua ngày. Có lẽ tôi may mắn hơn họ. Và hơn cả, có những con người không thể cảm nhận được sự tồn tại của mình dù chỉ trong một khoảnh khắc nào đó. Nhỏ bé nhưng mà rất là đầy đủ ý nghĩa và rất là em không riêng là ca sơ mà các em cũng rất là vui khi anh chị đến với em.